Thí sinh mang số báo danh 20. Thí sinh Nguyễn Phương Bảo Hà. Nguyễn Phương Bảo Hà sinh năm 2012. Số đo 3 vòng là 62, 58 và 68. Thích múa hát và yêu màu hồng. Thích ăn nhất là sườn xào chua ngọt và gà rán. Thích học vẽ và có ước mơ sau này trở thành một họa sĩ.